6 quy tắc hạn chế chấn thương trong chạy bộ bạn cần biết ngay. Không phải ai cũng có thể làm một việc nào đó hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Và khi tập một bộ môn thể thao cũng vậy, không ai có thể làm đúng và làm đúng hoàn toàn ngay từ lần đầu tiên tập luyện. Vì thế, chấn thương là điều không ai có thể không tránh khỏi. Và hãy cùng theo dõi video sau đây để biết 6 cách hạn chế chấn thương trong chạy bộ nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Chạy 360 thì đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ Chạy 360 nhé. Khởi động trước khi chạy, yêu cầu cần thiết nhất trong tất cả các môn thể thao đó chính là khởi động. Đây là quá trình để cơ thể nghỉ ngơi, để chuẩn bị chuyển sang trạng thái sẵn sàng luyện tập. Một nguyên tắc cơ bản mà bất kỳ ai, kể cả những vận động viên chuyên nghiệp vẫn phải tuân theo. Các bài khởi động thông thường sẽ xoay quanh những nội dung xoay các khớp, xoay eo dẻo, ép dẻo và chạy chậm. Có những kế hoạch chạy bộ hợp lý, nhưng điều mà các runner thường mắc phải đó chính là không biết lắng nghe cơ thể của mình. Thông thường, chúng ta thường xuyên mắc phải việc chúng ta cố gắng quá sức khiến cơ thể luôn trong tình trạng kiệt quệ sau khi kết thúc các bài tập, từ đó có các chấn thương trong chạy bộ không đáng có. Vậy nên, các runner cần phải biết kìm hãm tham thì thâm, đừng cố vì 1 đến 2 km lại khiến bạn phải bỏ chạy cả tuần. Chỉ tăng 10% cự ly chạy sau mỗi tuần. Ví dụ tuần này bạn chạy 5 km thì con số đẹp nhất để bạn có thể luyện tập thêm là 5,5 km. Hãy cho cơ thể bạn làm quen dần, làm gì có ai vừa tắm nắng xong rồi lại tắm mưa, lại không bệnh cơ chứ. Đừng đột nhiên đang chạy chậm mà tăng vèo. Bạn nên biết rằng khi chạy không chỉ có mỗi chân ta hoạt động mà còn có cả trái tim nữa. Nên chúng tôi mới nhắc nhở bạn rằng hãy lắng nghe cơ thể mình. Sau khi luyện tập một thời gian dài, chắc chắn các runner sẽ nhận ra rằng những con số trong kế hoạch do luyện tập của những người đi trước đặt ra không phải là ngưỡng mà chúng ta sẽ chạm tới. Nó chỉ là những con số kìm hãm lại sự nhiệt tình của chân bạn để không cho nó hoạt động hết sức để gây tổn thương bên trong. Nghỉ ngơi và chiêu đãi cơ thể kịp lúc. Thông thường trong các bài luyện tập luôn có những ngày nghỉ ngơi, nên hãy làm theo điều đó vì vận động quá nhiều đã khiến gân cơ bị phá ra. Cơ thể bạn cần thời gian nghỉ, song song với việc nghỉ là ăn uống cung cấp những chất dinh dưỡng kịp thời để gân cơ được tái tạo lại. Đó là một phần không thể thiếu trong những chế độ luyện tập thể thao, cụ thể là chạy bộ, hít thở đúng cách. Một trong những kỹ thuật quan trọng nhất trong chạy bộ là hít thở. Những người chuyên nghiệp thì họ đã quá quen với cách điều khiển nhịp thở của mình, còn bạn chưa chắc đã chạy bộ lâu năm mà biết được, nên hãy tìm hiểu thêm cách hít thở đúng cách khi chạy bộ nhé. Nước, nhiều người chạy bộ đã đánh giá thấp việc bổ sung nước cho cơ thể khi chạy bộ hoặc không uống đủ lượng nước, kết quả là họ bị mất nước, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cũng như là hiệu suất. Bạn có thể tham khảo bài viết tiết lộ cách bổ sung nước đúng cách trong khi chạy bộ để biết chính xác lượng nước mình cần bổ sung nhé. Trước khi chạy, hãy bổ sung một lượng nước từ 450 đến 700 ml hoặc chất lỏng không chứa caffeine. Không nên sử dụng những chất có cồn, đâu ai muốn vừa chạy thư giãn lại phải ngó ngang ngó dọc kiếm vi kép xe đâu nhỉ. Không phải khát thì mới uống. Cứ khoảng 20 phút tùy theo bài tập mà bạn nên bổ sung một lượng nước nhất định, từ 100 đến 200ml. Nếu tập luyện trong khoảng thời gian dài hơn 1,5 tiếng thì hãy bổ sung thêm những thức uống thể thao khác để bù lại lượng natri đã mất. Nếu cảm thấy nước tiểu của bạn màu vàng đậm thì bạn đang thiếu nước rồi đấy. Hãy bổ thêm đi nhé. Nếu không muốn sức khỏe bị giảm đi và không tốt cho hệ tiêu hóa chút nào cả. Trang phục, đừng tưởng là mặc gì cũng được nhé các runners. Đối với giày thì nên cần có lớp đệm dưới chân để hạn chế những chấn thương không đáng có. Việc chọn đúng giày có thể giúp bạn bảo vệ đôi chân, tăng độ ma sát và giúp bạn chạy nhanh hơn, dễ dàng di chuyển hơn. Đối với quần áo, mặc đúng loại vải, khuôn mát, thinsulate, polypropylene, dry fit hoặc lụa và phải đẹp với bạn. Nhưng đẹp thôi chưa đủ, bạn cần phải biết thời tiết như thế nào để điều chỉnh cách ăn mặc của bản thân. Trời thì lạnh, áo thì mỏng hay trời nóng mà bạn lại mặc quá nhiều lớp áo, nó gây tổn thương da và ảnh hưởng khá nhiều đấy. Đừng mặc theo phong cách thời trang và thời tiết. Trên đây là những mẹo giúp bạn hạn chế chấn thương khi chạy bộ. Hy vọng rằng với những mẹo nhỏ này sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi chạy bộ nhé. Và hãy tiếp tục theo dõi những video mà chúng mình gợi ý ngay sau đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video của Chạy 360 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Chạy 360. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, share và subscribe để ủng hộ Chạy 360 nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.